bộ phim do Viettel Media sản xuất. Chị ơi, chị ở đây lâu, chị có biết cô bé tên là Hân ở xóm chùa không? À, bà Mai, cái Hân con nhà bà Mai. Nghe bảo là bà Mai bà ấy chết oan, nên là con Hân nó không được bình thường, phải đưa nó lên chùa để trị tà ma gì đấy. Tôi cứ nghĩ mãi là không hiểu tại sao thằng Khải nó có được cái tập ảnh này. Thì cho rằng nó nắm được cái gót asin của tôi, nhưng chẳng nhẽ nó không có yếu huyệt à? Yếu huyệt? Đúng, ai mà chẳng có yếu huyệt. Chỉ có điều chú có đủ năng lực để tìm ra yếu huyệt của nó hay không? Dạ, em hiểu ý anh. Đừng cố tìm quá mà thành cố chấp. Nếu như không tìm thấy thì coi như duyên đã cạn. Sao cháu cứ dằn vặt mãi về chuyện này thế? Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Các người chỉ giỏi phủ tay thôi. Mặt nạ hạnh phúc do Viettel Media sản xuất, phát sóng 20 giờ tối thứ ba, thứ tư, thứ năm trên kênh YouTube Phim 360. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.